À, xin chào cô chú anh chị em mình nha. Theo mình thì trưa hôm nay em cũng có lên clip, em cũng có lên một số cây bonsai ha. Thì nhà vườn em cũng mong được sự giao lưu của cô chú anh chị em mình ha. À, nhà vườn của em là có số điện thoại là có sử dụng Zalo, nhưng cô chú anh chị em mình số điện thoại của bên em là 0336 875979. Thì em ấy thì ở chợ Lách Bến Tre, nhưng cô chú anh chị em mình thì cô chú anh chị em mình xem được cái nào thì giao lưu giúp em ha. Rồi em lên mã đầu tiên là em lên mã số 9 là một cây sâm núi trái, nhưng cô chú anh chị em mình đầu tiên là em lên cây sâm núi trái ha. Này em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem ha. À, hoành thân của cây là 16 cô chú anh chị em mình đây. Hoành thân là 16, đang đổ ra vậy là 55. Cái này là sâm núi trái nha cô chú anh chị em mình. Thấy ha, cây thì đang ra trái rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị em mình. Này ra trái thì đang ra trái rất là nhiều. Rồi cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Cái này là giống sâm sâm sù nha cô chú anh chị em mình. Cái này là sù ha. Em qua kỹ cho cô chú anh chị em mình xem ha. Thân thì sù, cây thì rất là già. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình đầu đầu clip thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu thôi cô chú anh chị em mình đây. 1 triệu thì bên em bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình ha. Cây thì rất là già cây nha cô chú anh chị em mình. Tàn thì rất là mịn luôn ha. Tàn rất là mịn tàn. Rồi em xin phép xuống cái này để em lên tiếp theo nha cô chú anh chị em mình. Rồi tiếp theo thì em lên một cây nữa là cái này là cây linh sam song hình nha cô chú anh chị em mình. Cái này là linh sam song hình ha, để mã số lên. Để mã số bưng đưa cái. Rồi em đo thông số cho cô chú anh chị em mình ha. Vành đế là 72 nha cô chú anh chị em mình. Vành đế là 72. Vành thân thì em đo như vậy, tí này là 30. Chiều cao thì 55. Tán rộng là 60. Thì cây này là cây linh sam song hình nha cô chú anh chị em mình. Thì hoa nó là hoa màu tím. Thì tầm 1 tháng thì nó ra hoa cho mình một lần nha cô chú anh chị em mình. Tầm 1 tháng thì nó ra hoa một lần. Hoa thì cũng rất là thơm. Cây thì đế nha cô chú anh chị em mình. Đế. Cây này thì rất là già cây, cái độ lắc của cây rất khéo lên cô chú anh chị em mình. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 3 triệu nha. À, cây này là kim song hinh thì em giao lưu là 3 triệu thì bên nhà vườn em bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình luôn. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. À, số điện thoại của nhà vườn em là 0336 875979 thì số đó thì số là chốt đơn và số đó là bên em có sử dụng Zalo luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây mã 40 này ha. Rồi tiếp theo là em lên một cây me chua nha cô chú anh chị em mình. Rồi em đo hoành cũ ngay đây ha. Hoành cũ ngay đây là 36. Hoành thân là 14. Chiều cao là 50. Tán rộng là 55. Cái này là cây me nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì mới đang ra đọt ha. Ra lọc thì rất là đẹp luôn cho mình ha. Cây này thì cái độ lắc của cây thì cũng là rất khéo luôn nha cô chú anh chị em mình. Độ lắc của cây rất là khéo ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu mốt thôi. À, 1 triệu mốt thì nhà vườn em cũng vẫn bao ship bao chậu ha. Tất cả cây thì bên em bao ship bao chậu hết ha cô chú anh chị em mình. Tất cả thì bên em bao ship bao chậu hết thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. À, cái me này là mã 49 nha cô chú anh chị em mình. À, me này là mã số 49. Rồi em xin phép xuống cây này để lên cây khác nha. Ôi. Nặng quá hả? Rồi tiếp theo nè, em lên một cây mai chứng thị. Em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem ha. Em đo vị trí này là 30 31 nha cô chú anh chị em mình, vị trí đó là 31 ha. Chiều cao là 45. Tán rộng là 50. À, cây mai chứng thị da đen lá lớn này ha. Tàn thì rất là mịn tàn nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì rất là mịn tàn ha. Hoa thì hoa nó thì màu trắng, hoa thì rất là thơm nha cô chú anh chị em mình. À, cái mai chứng thị này thì nếu như mai chứng thị thì mấy anh mình biết rồi đó, mấy cô chú anh chị em mình biết rồi đó, mỗi lần ra hoa thì mình chơi được tầm 40 ngày mới hết hoa ha. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu 9 nha. À, 1 triệu 9 thì nhà vườn em vẫn bao ship bao chậu cho cô chú anh chị em mình ha. Cây thì rất là mịn tàn.
Cây thì cốt cành thì lớn hết nha cô chú anh chị em mình. Cốt cành thì lớn hết nha. Cây này thì già cây lên da móc trắng luôn rồi nha cô chú anh chị em mình. Mã là mã số 5 nha cô chú anh chị em mình. Cái mai chiến thủy này là mã số 5. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Số nhà vườn em là 0336875979 thì số đó là em chốt đơn và số đó có sử dụng Zalo luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây mã số 5 này ha. Rồi tiếp theo là em lên một cây này linh sam song hinh nha cô chú anh chị em mình. Mã 53 là cây linh sam song hinh ha. Rồi em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem nha. Hoành củ đế là 56 nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân thì em đo ngay chỉ eo này ha. Hoành thân ngay eo này là 19. Chiều cao là 50. Tán rộng là 45. Cái này linh sam là linh sam song hinh nha cô chú anh chị em mình. Linh sam song hinh thì mấy cái dòng linh sam này thì tầm 1 tháng thì nó ra hoa cho mình một lần nha cô chú anh chị em mình. Tầm 1 tháng thì nó ra hoa một lần, hoa nó thì hoa màu tím. Song hinh thì hoa nó là hoa chùm nha cô chú anh chị em mình. Cái này thì em giao lưu là 1.100.000. Cái này là 1.100.000 nha cô chú anh chị em mình. Mã là mã 53. Thì cô chú anh chị em mình xem lên được thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Rồi em xin phép xuống cái này nha cô chú anh chị em mình. Rồi tiếp theo là em lên một cây khế nhật nha cô chú anh chị em mình ơi. Rồi tiếp theo là em lên mã số là mã số 7 là cây khế nhật nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì đang nằm ở trong cái chậu lớn nhưng rồi em đo cái hoành đế của cây nha cô chú anh chị em mình. Hoành đế là 74. Hoành thân em đo ngay vị trí này nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân ngay đây là 20. Chiều cao là 50. Tán rộng là 55. Cây này thì rất là mịn tàn ha. Cây này thì tàn nó ấm luôn ha cô chú anh chị em mình. Khế nhật thì rất là dễ để ra hoa ra trái ha. Cây này cây khế nhật thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.400.000 nha cô chú anh chị em mình. Cây này là 1.400.000. Thì em bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình ha. Cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Xem được thì giao lưu giúp em cô chú anh chị em mình đây. Rồi em xin phép xuống mã số 7 này ha cô chú anh chị em mình. Em xin phép xuống mã số 7 này ha. Rồi tiếp theo em lên một cây này là mã 55 là cây sari nha cô chú anh chị em mình. 55 là cây sari ha. Thì em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem. Hoành bể đế là 47 cô chú anh chị em mình đây. Hoành bể đế là 47. Hoành thân nghe đi vị trí này là 12. Chiều cao là 35. Tán rộng là 45. Thì cây sari này thì rất là dễ làm hoa làm trái nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì rất là dễ làm hoa làm trái. Cây này là cây sari. Bộ đế thì cũng rất là đẹp ha. Cái độ lắc của cây thì cũng rất khéo ha cô chú anh chị em mình. Độ lắc của cây thì cũng rất là khéo. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.100.000 cô chú anh chị em mình đây. Mã số là mã số 55 ha cô chú anh chị em mình. Mã số 55. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Thì số điện thoại của nhà vườn thì em xin nhắc lại cho cô chú anh chị em mình ha. Số điện thoại của em là 0336875979. Thì số đó em có sử dụng Zalo luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này ha. Rồi tiếp theo là em lên một cây linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị em mình. Cây này là linh sam đa ưu điểm ha. Thì cô chú anh... Rồi em xin phép đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem nha. Hoành bể đế, hoành đế đó là 91 nha cô chú anh chị em mình. Hoành đế là 91, hoành thân em đo tổng ngay đây là 33. Chiều cao là 50. Tán rộng là 80. Cái mã là mã 42, cái này là linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị em mình. Em quay ra cho cô chú anh chị em mình xem ha. Cái rất là mịn tàn luôn. Hoa nó là hoa màu tím nha cô chú anh chị em mình. Hoa nó là hoa màu tím ha. Này là hoa thì rất thơm. Linh sam đa ưu điểm thì hoa nó là tím đậm hơn linh sam siêu hoa và song hinh nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là
3 triệu 8 nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì 3 triệu 8. 3 triệu 8 thì nhà vườn em bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình luôn. Tàn thì rất là mịn tàn. Cái này đế thì rất là đều nha cô chú anh chị em mình. Đế thì rất là đều ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp nhà vườn em. Tàn thì rất là mịn tàn luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi em quay chậm chậm cho cô chú anh chị em mình xem ha. À, cây này là 3 triệu 8 thì bên nhà vườn em bao ship cả cây lẫn chậu nha. Mã số là mã số 42 nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này ha. Tiếp theo là em lên cái hoa mẫu đơn màu vàng nha cô chú anh chị em mình. Hoành bể đế là 46 cô chú anh chị em mình đây, hoành bể đế là 46. Hoành thân vị tí này là 20. Chiều cao là 25. Tán rộng là 40. Cái này là cây hoa mẫu đơn màu vàng. Ở trên này có hoa màu đỏ là cái này là em cái một cái nhánh này là em ghép nha, em phối màu nhưng cô chú anh chị em mình. Còn cây nguyên thủy là cây màu vàng. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu mốt ha. Cây này là 1 triệu 100 ngàn cô chú anh chị em mình đây. Cây thì rất là già cây ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em nha. Đế là cô chú anh chị em mình. Đế ha. Cái này là màu hoa màu đỏ này là em phối màu nha. Cái này là nhánh đó là nhánh ghép nha cô chú anh chị em mình. Nhánh đó là nhánh ghép ha. Còn cây nguyên thủy là cây màu vàng. À, mã là mã 44 nha cô chú anh chị em mình. Mã là 44 là 1 triệu mốt ha. Rồi em xin phép xuống cây này để lên cây khác nha cô chú anh chị em mình đây. Chắc là dạ rồi, tiếp theo em này là cũng lên một cây linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị em mình. Cây này cũng khá là đẹp luôn. Rồi em xin phép đo thông số cho cô chú anh chị em mình ha. Rồi mình hoành bể đế như vậy là 90 nha cô chú anh chị em mình. Hoành bể đế là 90. Hoành thân là 38 cô chú anh chị em mình đây, hoành bể đế là 90, hoành thân là 38. Chiều cao là 60. Tán rộng là 75. Rồi cô chú anh chị em mình là cái này là linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị em mình đây, cái này là linh sam đa ưu điểm ha. Hoa nó hiệu hoa nó màu tím đậm như vậy nhưng cô chú anh chị em mình, hoa nó thì tím đậm ha, thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Cái này là mã số là 50, cái này là linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 3 triệu 8 ha. Cái này là 3 triệu 8 thì bên nhà vườn em bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình ha. Cây thì rất là già cây nha cô chú anh chị em mình. Cây rất là già cây luôn. Thì cô chú anh chị em mình xem ra được thì giao lưu giúp em. Đế của cây này cô chú anh chị em mình, đế ha, cái độ lắc của cây thì cũng rất là khéo luôn nha cô chú anh chị em mình. Độ lắc của cây thì rất là khéo ha. Tàn thì rất là mịn tàn luôn cho cô chú anh chị em mình. Cây này thì đang lên hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống ra cái mà số nè, cây này ha. Mã 50 là linh sam đa ưu điểm. Em đến cây khác nha cô chú anh chị em mình đây. Rồi tiếp theo là em lên một cây linh sam này. Linh sam hoa trắng phớt hồng nha cô chú anh chị em. Cây này là linh sam hoa trắng phớt hồng. À, em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem ha. À, hoành thân nó là 18 cô chú anh chị em mình đây. Hoành thân là 18. Chiều cao là 30. Tán rộng là 54. Thì cái này là linh sam hoa trắng phớt hồng nha cô chú anh chị em mình. Này mặt hoa của cây ha. Tàn thì rất là mịn tàn. Cây này thì rất là mịn tàn luôn cô chú anh chị em mình đây. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. À, cây này thì nhà vườn em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu mốt thôi cô chú anh chị em mình. À, mã 52 ha, cái này là mã 52. Cái này là linh sam hoa trắng phớt hồng nha cô chú anh chị em mình đây. Cái này là linh sam hoa trắng phớt hồng ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Thì số điện thoại của nhà vườn em là 0336 nha cô chú anh chị em mình. 0336875979. Thì cái số đó thì bên em chốt đơn và số đó thì bên em có sử dụng Zalo luôn hết cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này để lên tiếp theo cây khác nha cô chú anh chị em mình ơi.
Rồi, tiếp theo em lên cây này là một cây me thái nha cô chú anh chị em mình. Cây này là cây me thái, mã số 2 là cây me thái ha. Me thái đọt đỏ nha cô chú anh chị em mình. Rồi, em xin phép em đo thông số cho cô chú anh chị em mình ha. Hoành thân thì em đo vị trí này nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân vị trí này là 28. Chiều cao là 35. Tán rộng là 60. À, cây này là cây me thái đọt đỏ hả cô chú anh chị em mình. Mỗi khi nó ra đọt non thì ra lọc nó thì nó đọt nó đỏ vậy nha cô chú anh chị em mình. Thì cô chú anh chị em mình xem ai được thì giao lưu giúp em ha. Cây này là cây me thái đọt đỏ. À, cây này thì nhà vườn em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.700.000 hả cô chú anh chị em mình đây, 1.700.000. 1.700.000, tất cả cây thì bên nhà vườn em đều bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. À, cái me thái này là mã số 2 nha cô chú anh chị em mình. Cốt cành cây thì cũng lớn hết hơn cô chú anh chị em mình ơi. Cốt cành cây thì cũng lớn nha. Rồi em xin phép xuống cô mã số 2 này để lên cây khác nha cô chú anh chị em mình ơi. Sông hình hả? Dạ, tiếp theo là cây này là cây linh sam sông hình nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây này linh sam sông hình. À, cái này là dáng bay hả cô chú anh. Cái này là dáng bay hả cô chú anh chị em mình ơi. Cái đó là dáng bay ha. Rồi cô chú rồi em đo thông số cho cô chú anh chị em mình xem ha. Hoành bể đế là 79 nha cô chú anh chị em mình. Hoành bể đế là 79 ha. Hoành thân thì em đo ngay vị trí này nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân là 34. 3 ga là bay ra là 95, tháng 3 là 95 nha cô chú anh chị em mình. Cây này rất là già cây luôn cô chú anh chị em mình ơi. Cây này dáng bay rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị em mình ha. Chưa đo cao. Chiều cao là 35 cô chú anh chị em mình ơi, chiều cao là 35 ha. Cây này thì rất là mịn tàng luôn, kính ấm thở luôn cô. Cốt cành lớn hết thân cô chú anh chị em mình. Cốt cành thì lớn hơn ngón tay em luôn rồi ha. Cây này thì rất là già cây luôn. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 3 triệu nhưng cô chú anh chị em mình ơi. À, cây này thì em giao lưu là 3 triệu ha. À, em quay cho cô chú anh chị em mình xem ha. Cây này rất là già cây luôn cô chú anh chị em mình. Cốt của cành lớn lớn hơn ngón tay em nhiều lắm nha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Hoa nó thì hoa màu tím, tầm 1 tháng thì nó ra hoa một lần nha cô chú anh chị em mình đây. À, tầm 1 tháng thì nó ra hoa một lần ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. À, xem được thì giao lưu giúp em nha. Cây này em bao ship cả cây lẫn chậu vậy luôn là có 3 triệu nha cô chú anh chị em mình đây. Rồi cô chú anh chị em mình xem ai được thì giao lưu giúp em ha. Cây này già cây dữ lắm cô chú anh chị em mình. Rất là già cây luôn, mã là mã 21. Rồi em xin phép xuống cây này nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây đó là mã 21 ha. Rồi tiếp theo là em cũng lên một cây sari nữa nha cô chú anh chị em mình ơi. Tiếp theo thì em cũng lên một cây sari nữa ha. Hoành đế như vậy là 55 nha cô chú anh chị em mình. Hoành đế là 55 ha. Hoành thân là 12 cô chú anh chị em mình ơi, hoành thân là 12. Chiều cao là 47. Tán rộng ngang là 45. Thì cô chú anh chị em mình ơi, cây này là cây sari hả cô chú anh chị em mình ơi. Sari thì rất là dễ làm hoa làm trái, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.100.000 nha cô chú anh chị em mình ơi. 1.100.000 ha. Tất cả cây thì bên em bao ship bao chậu như vậy hết luôn cho cô chú anh chị em mình. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Xem được thì giao lưu giúp nhà vườn em. À, số điện thoại của nhà vườn em là 0336 875979 nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này để lên tiếp theo ha cô chú anh chị em mình đây. Rồi tiếp theo là em lên một cây linh sam hồng phấn nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây này là cây linh sam hồng phấn ha. À, em đo thông số nha cô chú anh chị em mình. Em đo thông số ha. Hoành thân thì vị trí này là 17 nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân là 17 ha. Chiều cao là 43. Tán rộng là 58. À, cái này là cây linh sam hoa
linh sam hồng phấn nha cô chú anh chị em mình. Hoa thì đang ra hoa kính cây luôn ha, hoa búp còn rất là nhiều luôn. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Cây này là linh sam hồng phấn cô chú anh chị em mình đây. Này cái độ lắc của cây thì cũng rất là có duyên nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.100.000 nha cô chú anh chị em mình đây. Mã là mã 51 ha, mã số này mã số 51 là 1.100.000 hả cô chú anh chị em mình. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Rồi cái này là linh sam hồng phấn nha cô chú anh chị em mình đây. Rồi em xin phép xuống cái này ha. Coi còn giờ không đây. Dạ tiếp theo là em lên cây linh sam, xin lỗi cô chú anh chị em mình. Cái này là cây mẫu đơn hồng phấn nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây mẫu đơn hồng phấn ha. Cái này là mẫu đơn hồng phấn. Em đo bộ đế của cây ha. Bộ đế của cây là 38. Bộ đế của cây là 38. Hoành thân là 23. Chiều cao là 33. Tán rộng là 40. Cái này là cây riêng của nó là mà hồng phấn như vậy nha cô chú anh chị em mình. Còn em phối màu là chỉ có một nhánh này ha. Một nhánh này là nhánh ghép nha cô chú anh chị em mình. Màu đỏ này là cây rép ha, còn bao nhiêu là màu hồng phấn hết. Cây ghim là màu hồng phấn nha cô chú anh chị em mình. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000 ha. Thì cô chú anh chị em mình xem có ưng cây này thì giao lưu giúp em hết cô chú anh chị em mình đây. Mã số là 46 nha cô chú anh chị em mình. Mã số 46 ha. Cái này là cây đơn hồng phấn nha cô chú anh chị em mình đây. Cây đơn hồng phấn ha. Nhánh đỏ này là cây tháp nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này ha, để lên cây khác nha cô chú anh chị em mình ơi. Rồi tiếp theo là em lên một cây lộc vừng nha cô chú anh chị em mình. Cây này em không biết là màu đỏ hay là màu vàng đây nữa. Hoành bể đế như vậy là 54. Hoành thân thì em đo vị trí này nha cô chú anh, hai là 21, hoành thân đó là 21. Chiều cao là 45. Tán rộng là 40. Thì không biết là cái này là hoa màu vàng hay màu đỏ nha cô chú anh chị em mình. Tại vì em cũng hồi lúc trước em cũng có một số hoa màu vàng đó. Em mua về em để làm giống mà em để lộn xộn mà không biết bây giờ màu vàng hay màu đỏ. Thì cây lộc vừng này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 850.000 thôi. Là bao ship cả cây lẫn chậu về cho cô chú anh chị em mình ha. Này là cây lộc vừng thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Mã là mã 56 nha cô chú anh chị em mình đây. Rồi em xin phép xuống cây này ha. Rồi tiếp theo là em lên cây nguyệt quế nha cô chú anh chị em mình. Cây này cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Rồi mã 58 em xin phép đo thông số nha cô chú anh chị em mình đây. Cái đế khó đó. Đo cái thân thôi. Đo thân thôi. Dạ hoành thân là 26. Hoành thân là 26 nha cô chú anh chị em mình. Chiều cao là 80. Tán rộng là 69. Cái này là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị em mình ơi. Hoa nó thì như vậy ha. Hoa nó thì hoa nó chùm chùm như vậy nha cô chú anh chị em mình. Thì cô chú cây này thì nhà vườn em giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá là 1.6 triệu nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây này là 1.6 triệu nha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Cây thì rất là già cây nha cô chú anh chị em mình. Cây này già cây lắm. Cây này là nguyệt quế lá sắn bông chùm, mã là mã 58. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha cô chú anh chị em mình ơi. Cái này là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Rồi em xin phép xuống cây này ha cô chú anh chị em mình. Em xin phép xuống cây này để lên tiếp theo khác ha. Rồi em lên này, cái này là một cây đơn sen nha cô chú anh chị em mình. Hoành cũ là 43 hả cô chú anh chị em mình ơi. Hoành cũ là 43. Hoành thân là 16. Chiều cao là 23. Tán rộng là 25. Cái này là cây đơn sen hả cô chú anh chị em mình. Cái này là cây đơn sen. Thì mã 40 này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 850.000 ha. Cái này là cái cũ nha cô chú anh, hình cũ. Đế nở rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị em mình. Cái này là đế nở ha. Hoa nó thì hoa nó màu đỏ. Cái này đế nở. Cây này
đẹp lắm cô chú anh chị em mình ơi, hàng để bàn ha. Cây này thì 850 ngàn nha cô chú anh chị em mình ơi, cây này 850 ngàn ha. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Mã là mã 40 nha cô chú anh chị em mình. Rồi em xin phép xuống cây này ha cô chú anh chị em mình ơi. Ủa hả? Gì hả? Bữa nay hỏi hả? Rồi tiếp theo là em lên một cây, cây này là cũng cây sari ha cô chú anh chị em mình ơi. Bữa nay nó hỏi sari rồi cô chú anh chị em mình. Hoành thân ở hoành đế này là 53 cô chú anh chị em mình. Hoành đế là 53. Hoành thân là 14. Chiều cao là 30. Tán rộng là 50. Thì cây này cây sari thì nó có bị lũa thân ngay đây nha cô chú anh chị mình, nó có lỗi nhẹ ngay chỗ này ha. Thì em quay kỹ cho cô chú anh chị em mình xem nha. Cái này là lỗi nhẹ ngay chỗ này nha cô chú. Trái da ngay chỗ này nha cô chú anh chị em mình. Mã là mã 57, cái này là cây sari ha. Thì cây này thì em cũng sale xuống cho cô chú anh chị em mình chơi cây này ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình 1 triệu thôi cô chú anh chị em mình ơi. Cây sari thì rất là dễ làm hoa làm trái nha cô chú anh chị em mình. Cái bộ đế của cây ha. Cái này thì nó hơi trái thân một xíu ngay đó ha, em có chỉ cho cô chú anh chị em mình ha. Như sari thì không sao hết. Rồi mã là mã 57. Rồi em xin phép xuống cây này để lên tiếp theo cây khác ha cô chú anh chị em mình ơi. Rồi tiếp theo là em lên một cây mai chiến thị. Cái này là nu gò cong nha cô chú anh chị em mình đây. Cái này là nu gò cong ha. Rồi em đo hoành đế tổng như vậy nha cô chú anh chị em mình đây. Em đo hoành đế tổng như vậy cho cô chú anh chị em mình ha. Hoành đế tổng là 93 nha cô chú anh chị em mình đây. Không mất tiêu cái gì. Hoành thân thì em đo vị trí này nha cô chú anh chị em mình. Hoành thân thì em đo vị trí này ha. Là 66. Chiều cao như vậy là 61. Tán rộng là 1 mét cô chú anh chị em mình đây. Mã là mã 31 ha. Mã là mã 31. Cái này là cây mai chứng thủy nu gò cong nha cô chú anh chị em mình. Cây này rất là lớn luôn cô chú anh chị em mình đây. Lớn mà. Rồi. Cây này thì lớn ha. Cây này rất là đẹp luôn cô chú anh chị em mình. Cây này đẹp lắm luôn. Ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Thì cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình là 9 triệu hả cô chú anh chị em mình đây. Cây này thì em giao lưu là 9 triệu nhưng cô chú anh chị em mình. Thì cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Số điện thoại của em cô chú anh chị em mình là số điện thoại là 0336 875979. Thì số này thì em có sử dụng Zalo và số này là số chốt đơn luôn nha cô chú anh chị em mình. Thì có gì thì cô chú anh chị em mình có thể là kết bạn số này và em sẽ gửi hình cụ thể cho cô chú anh chị em mình ha. Cây này là cây mai chứng thủy nu gò cong nha cô chú anh chị em mình ơi. Cây này là mai chứng thủy nu gò cong ha. Cây này là 9 triệu nha cô chú anh chị em mình. Cây này rất là đẹp cây luôn. Thì cô chú anh chị em mình xem có thiện chí có ưng thì cứ gọi cho em ha. Rồi em nhà vườn của em thì tới đây thì cũng xin phép cô chú anh chị em mình, em cũng kết thúc cái clip của em ở đây ha. Em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình rất nhiều luôn nha. Địa chỉ nhà của em đó là ở Quần Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại của em là 0336 875979 nha cô chú anh chị em mình. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình rất nhiều.